rồi tượng Phật cũng vừa tới quý vị, để cho Phật tử đi vô trước, quá đông luôn. Chào quý cô chú và anh chị, hôm nay mình đang có mặt tại chùa mới Tịnh Biên, An Giang. Thì hôm nay là ngày thỉnh tượng Phật ở bên Campuchia về đó quý vị. Thì trước khi đem về chùa thì bên Campuchia về để đỡ chùa mới hồi đêm hôm ngày hôm qua nay quý vị. Đúng 7 giờ sáng này bắt đầu là he tượng Phật này đi vòng xuống nhà bàn đi qua Chi Tôn mới về chùa Ba Xoài quý vị. Thì lúc trước mình hồi năm rồi đó, mình với sư cả chùa Ba Xoài có đi qua Campuchia đặt tượng Phật đó quý vị. Thì năm nay mới được về đó, tại vì đợi xây cái đế đế ở trong chánh điện rồi mới an vị được. Hôm nay Phật tử tới rất đông luôn quý vị, tới để he tượng Phật đi về chùa Ba Xoài. Tượng Phật cái chùa cao 4m5 quý vị, đá nguyên khối, tổng trọng lượng là 24 tấn, rất lớn luôn quý vị, cho nên không có để đứng được. Nếu mà để ngồi lên thì vướng dây điện, cho nên để nằm. Hiện tại mà các Phật tử với xe rồi tập hợp ở đây nhóc ở trên này quý vị. Bữa nay đi tới mấy chục chiếc xe, 16 chỗ, xe 7 chỗ, nhiều dữ lắm luôn. Mà lớp xe Honda nữa, rất đông Phật tử luôn quý vị. Tại vì từ Chi Tôn tới Tịnh Biên chỉ có tượng Phật an vị chánh điện là có tượng Phật này lớn nhất đó quý vị. Cho nên các Phật tử này cũng mong về đặng ta đi cúng dường đó, rất đông luôn quý vị, rất nhiều xe luôn, xe tới nữa, mấy chục chiếc xe, 16 chỗ quý vị. Chuẩn bị đi he dài xuống Chi Tôn. Chuẩn bị đi rồi quý vị. Mời quý vị theo dõi clip bữa nay he tượng Phật lớn nhất từ trước tới nay quý vị. Tượng Phật 24 tấn, tải trọng 24 tấn. Hồi nãy mình có quay trên xe đó. Thì Phật tử tập trung tại đây bắt đầu đi. Quá nhiều xe luôn, rất đông. Rồi chuẩn bị đi rồi đó. Xe tải chở dàn đánh nhạc
Hả? Kênh của anh tên gì? Nguyễn Nam TV. Nguyễn Nam TV à? Nguyễn Nam. Nguyễn Nam TV. Thỉnh tượng Phật bên Campuchia về he dài xuống Di Tôn an vị chùa Ba Xoài á. Dạ. Bữa nay tổng cộng xe lớn không là 70 chiếc xe lớn nha quý vị. Rồi xe Honda nữa. Đây là xe chở tượng Phật. Sắp hàng đây là thuốc đằng kia luôn. Chuẩn bị đi rồi quý vị. Bữa lễ an vị tượng Phật này, rước tượng Phật, he tượng Phật này là lớn nhất từ trước tới nay luôn quý vị. Tại vì tượng Phật này cũng lớn nhất từ trước tới nay, từ huyện Tịnh Biên tới Chi Tôn luôn, là không có cái chùa nào mà lớn bằng tượng Phật này luôn quý vị. Đây tượng Phật đây chở bằng xe cẩu nè, không mà để đứng được, để đứng được thì dướng gì đi. Bà tử làm sao quý vị? Quá đông xe luôn rồi. Quá nhiều luôn quý vị ơi. Có 70 mấy chiếc xe lớn rồi xe Honda nữa. Chào. Xe 16 chỗ là nhiều nhất quý vị. Quá dài rồi. Này là chiều dài của xe không là mấy cây số. Còn ở sao nhiều lắm rồi quý vị. Không phải sao quá đông.
hai mấy cây số. Rồi mới bọc qua bên chùa Khôi Cát mới về chùa Bãi Xoài. Thứ dài ở trước của cái gì đó luôn. Mà đoàn xe kéo dài mấy cây số. Xe bên kia nó chờ từ chỗ đó đang làm lộ chặt con là xe xuống tới cái đường Nhân Giáo bự rồi. Đây là cổng chùa Ba Xoài ở gần chợ Ba Xoài, xã An Cư, huyện Tiên Biên, tỉnh An Giang quý vị. Thì tượng Phật cũng về gần tới quý vị, mình đi trước. Tượng Phật về gần tới. Hôm nay Phật tử tới rất đông. Ở trong chùa hiện giờ trong rất nhiều Phật tử với xe.
này, xe này chạy đầu tiên. Cổng chùa quá đẹp. Rồi tượng Phật cũng vừa tới quý vị. Để cho Phật tử đi vô trước. Quá đông luôn. Cái này không có chỗ đậu xe luôn. Quá vui, quá vui. Vô cổng là hơi khó quý vậy. Chưa cá ngồi trên. Tượng Phật nặng 24 tấn không quý vị. Cò cần cấu vô cái cổng. Ơ cò đầu gối rồi. Lấy cái đít qua
tượng Phật quá lớn ở cổng thì nó vừa nên khó vô. Quá dài. Đúng hết vậy. Rồi vô luôn được. Rồi vô rồi quý vị ơi. Xe luôn, mấy chục chiếc xe. ប្រពុតឬសាវៈរបស់ប្រពុតតែសំឡងផុតប៉ុណ្ណឹងទៅហោដែលសំឡងផុតអំពីសក្តិដៃសោកនិងសក្តិដៃសឹកសួររកាពោជាដពោជារហៈបុគ្គលទាំងនោះដែលប្រកបដោយតាទីគុណលោកមិនមានភ័យអំពីទីណាសំបីប្រេណពៀនទៅហើយបុគ្គលណាមួយនឹងរកបញ្ញាបណ្ឌិតមិនបានឡើយអនុមោទនីសាទុស្វាកតា.
Thấy họ
Những ngôi chùa nào mà an vị tượng Phật á, là họ tới he rất đông luôn quý vị. Nhưng mà có cái lễ he này là lớn nhất từ trước tới nay luôn. Quá bầm. Này ta đông kinh khủng như cái gì mà xe như là đậu ngoài kia nó đã không có vô, chưa vô đây hết. Đem qua đó cái đầu dựng ngồi lên cái rồi à,
lên lại ra vậy đó. Bằng dây cáp chứ dây dây giải đâu có dám con vô. Cái này là 24 tấn. 24 tấn. Cái chiều cao nó là 4 mét 5. Đặt ở đâu lắm cô? Đặt ở Cà Bông Thâm. 11.500 đô. Tài trợ của ai? Tài trợ của một người ở Bình Đức. Trong cái Na Uy à? Bình Đức. Ở chùa này có chị Châu Na Uy nữa. Dạ dạ. Không biết cái đó gửi ra cái vị đó gửi thẳng cho sư không? Cũng như hỗ trợ, cũng như mà chia ra ai cúng dường tượng Phật thì cúng, còn ai cúng dường xây chánh điện thì cúng vậy đó, chia ra hùng phước nhau làm. Cái chị ở bên Na Uy đã tiếp chồng 200 mấy triệu, cái có tiếp gì cái nhà tăng đó, cái vị đó cũng cắt cho sư nữa đó, 270 triệu đó nhà tăng. Dạ dạ dạ. Nghe nói chị Châu đó. Dạ nghe. Không biết gì đó đâu. Ở bên nhà bên đó đó. Dạ. Hồi xưa sư vô đây tu sư cực lắm, không có chỗ ngủ. Ngủ bên kia mưa dột vậy đó. Nặng kinh khủng. Mẹ
nặng quá, nặng xô xây nghe không nổi. Nhớ dễ dãi mà không sợ đưa đoàn một tơ rồi cho ba nhau chứ trên đôn nè mình chết có ai cho ba này tung cha cho nhà chết thì không bật tiền to tiền không ai thầm mong hết tôi với ta cả tê cứ dân bọn xuân đấy tiền thú đập bấy cập ta là cô mình ấy nâng đập bấy thì không bật tiền to tiền thì không bật tiền to tiền chứ mình chạy trung lên một cung này chung không chịu thiệt màu để riêng riêng lăng vào cổ tâm quật ẩm phí khoai tập xa riêng tôn lô cổ và riêng riêng lăng vào trong ca đôi phát ám tổng đất và bỏ cùng chắc trú với đi ập nhau chào vật tha và đi chào tất cả quật ẩm phí chà mấy ông tê giò luôn. Lên luôn. Nó tụt dưới cáp. Đồ nặng này làm đây ra đây. Ồ nhỏ dày. Cái cáp nó tụt hết vậy. Xíu nữa là đứng rồi.
lấy nhỏ lừa tối ra đi. Không để nhỏ lừa tối ra, để đó đó, đừng xe không chịu lại chịu. Hồi hộp quá vậy. Hồi hộp quá. Bởi vì đồ nặng nề ha, nhìn hồi hộp. Giờ bởi vì đứng lên vậy là mừng rồi đó. Hết hồn hết vía. Kẹt nhờ tối với luôn rồi. Và đúng rồi đó, cào ghê không? Mình thấy cái ông đống đứng chưa được còn nửa người nữa. Thấy nằm trên xe thấy nhỏ xíu ha. Ừ, nằm xe thấy nhỏ xíu. Vậy chứ 4m5 đó. Đứng lên được mừng, quá mừng luôn. Nãy giờ trông cho đứng lên được. Quá đẹp. Chút xíu nữa mấy ông xây cái mặt qua hướng bên kia nữa đẹp. Trời ơi. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Quá đẹp luôn quý vị, mà giờ này chói ánh nắng mặt trời á, nên hơi tối. Xây lại nữa là xong rồi quý vị. Giờ mấy ông thợ vô dùng cơm mà. Giá này cũng chiều rồi. Giá này 12 giờ rưỡi rồi. 12 giờ rưỡi trưa. Quá mừng. Dựng lên đứng được quá mừng quý vị. Cho từ cái bàn đích lên tới đỉnh đầu là 4m5. Còn đầu gói này qua đầu gói kia là 3m rưỡi, nặng 24 tấn quý vị. Đặt bên Campuchia, kinh phí 11.500, thì có anh bên Đức hỗ trợ 300 triệu, với nhiều Phật tử đóng góp, với xài chánh điện nữa nè quý vị. Kinh phí thiếu rất nhiều luôn. Nếu mà đủ kinh phí, sư nói nếu mà đủ kinh phí khoảng 2 năm nữa là rồi. Đủ kinh phí là 2 năm nữa là rồi chánh điện luôn. Tượng Phật này là lớn nhất trong các chùa ở đây luôn. Vậy là xây lại cái nữa là xong hết rồi đó quý vị. Rồi thời gian để thời gian cái chừng nào mà cái đế mà hoa sen ở trên chính điện nó xây xong cái mới an vị lên đó quý vị. Cái chỗ này mình để đỡ thôi. Như này Phật tử nó về hết. Xe rồi về hết trơn. Quá đẹp luôn quý vị. Này là đặt ở bên Cao Bông Thâm quý vị, ở bên Campuchia, Cao Bông Thâm, tỉnh Cao Bông Thâm.
xây dựng, mới đổ cái mâm ở trên nó mới có bên, còn bên kia chưa đổ nữa. Rồi chính giữa nữa, rồi còn lợp ngói nữa quý vị. Quá đẹp, cao quá cao luôn. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu quý vị xem hay, like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ giúp kênh mình nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều quý vị. Nữa sư còn tốn tiền đổ đất lên cái nền xung quanh chùa, xung quanh chánh điện rồi quý vị. Đổ đất lên bằng cái dây đà này nè quý vị. Nhiều xe dữ lắm luôn. Chỗ này là chỗ thang lên xuống. Mình chuẩn bị về. Đây,